Xin được gửi lời chào đến bác Ngọc Diệp ạ. Cảm ơn bác đã dành thời gian để gửi những cái thông tin hữu ích đến cho các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin chào chị Kim Thanh, xin chào quý khán giả Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa bác, trong những ngày qua, mọi người có mua chanh với xả và gừng về để có thể là pha nước và uống với cái thông tin là cái nước này có thể là trị được Covid, thì không biết là thực hư như thế nào, cho nên là mong muốn bác có thể là chia sẻ những cái thông tin thực tế về cái loại nước này ạ. Đây là một câu hỏi rất là quan trọng. Không phải Kim Thanh là người đầu tiên hỏi bác sĩ Hồng Việt, mà rất là nhiều bệnh nhân, rất là nhiều người dân cũng như là các bạn bè cũng hỏi là liệu tôi có thể uống chanh và gừng để diệt Covid được hay không? Câu trả lời chắc chắn 100% là không được. Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay khẳng định là chanh và gừng, chúng tôi cũng nói thêm là tỏi nữa, không có một vai trò gì trong việc phòng và điều trị Covid cả. Như vậy là chúng ta cần phải khẳng định với nhau là chúng ta không thể dùng nước này để phòng cũng như là điều trị nhiễm Covid-19. Gừng này, xả này, chanh này là các loại gia vị chúng ta vẫn thường sử dụng để chế biến thực phẩm. Nhưng mà trong số này thì một số lại là vị thuốc, ví dụ như chanh, y học cổ truyền thì chanh được gọi là chanh mì. Gừng nếu mà tươi thì y học cổ truyền gọi là sinh khương, nếu mà khô đó là can khương. Đây là hai loại vị thuốc đông y. Không dùng hai loại vị này thì hoàn toàn không có một chỗ nào liên quan đến việc điều trị nhiễm siêu vi, nhiễm Covid cả. Thì hỗ trợ cho chúng ta là nâng cao được sức khỏe của mình thông qua việc nếu mà chúng ta bị rối loạn tiêu hóa, chúng ta bị cảm lạnh, chúng ta có thể sử dụng chanh bì hoặc là sinh khương để hỗ trợ nâng cao sức khỏe trong hai trường hợp này thôi. Bây giờ phần thứ hai, chúng ta có xả. Có lẽ tất cả chúng ta ở trong cuộc sống đều sử dụng xả và có lúc chúng ta sử dụng cả gừng nữa để xông ạ. Vậy chúng ta xông trong trường hợp nào? Xông trong trường hợp chúng ta bị cảm lạnh và chúng ta không đổ mồ hôi ra được thì thường là chúng ta xông và chúng ta sẽ có một cái cảm giác dễ chịu hơn. Vậy là chúng ta thấy là công dụng. Thế bây giờ chúng ta xem một chút về đặc điểm chung của chanh, của xả, của gừng. Đặc điểm chung đầu tiên là trong này có một số yếu tố được coi như là kháng sinh thực vật. Chúng tôi nhấn mạnh là kháng sinh thực vật có ở đâu? Ở trong gừng và một chút ở trong tỏi. Nó có một chút các cái yếu tố kháng viêm thực vật có ở trong gừng. Và chanh, xả, gừng đều có tinh dầu. Có một chút vitamin. Trong này thì có vitamin C ở trong chanh, có vitamin nhóm B ở gừng. Và với một cái đặc điểm nữa là có tinh dầu ở trong cả chanh, cả xả, cả gừng. Chúng ta không thấy có một cái yếu tố nào liên quan đến cái việc phòng và điều trị Covid ở đây cả. Và cũng liên quan đến cái câu chuyện này á, thì một số người có bác bỏ lại cái thông tin đó bằng cách họ nói rằng là xả với gừng kết hợp lại với nhau thì lại là không được. Điều đó có chính xác hay không ạ? Tôi chưa thấy trong tài liệu khoa học nào nói là chúng ta không thể kết hợp gừng và xả với nhau cả. Phần thứ hai là có lẽ là chúng ta cũng đã từng ăn rất là nhiều món ăn vừa có xả vừa có gừng. Ví dụ các bạn có thể ăn các món làm với thịt bò chẳng hạn, hoặc là chúng ta ăn các món với gà hoặc là với vịt vân vân, và rất là nhiều món ăn có cả gừng cả xả, và chúng ta cũng thấy không có vấn đề gì. Do đó là chúng ta cũng không nên quá cảnh giác và tin vào những lời đồn thổi. Dạ, như vậy thì khi mà mọi người ở nhà thì mình có thức ăn, thức uống có thể nâng cao được sự đề kháng của cơ thể mình trong cái thời điểm này hay không ạ? Chúng tôi xin nêu nguyên tắc chung về chế độ dinh dưỡng để nâng cao được sức đề kháng. Có nghĩa là chúng ta sẽ phòng ngừa được bệnh. Và trong trường hợp chúng ta mắc bệnh mà ở một cái mức độ là nhẹ thì chúng ta cũng thực hiện như sau. Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, vừa đủ với mức năng lượng cơ thể chúng ta cần. Phải ăn được đủ lượng chất đạm và ưu tiên chọn chất đạm có nguồn gốc từ động vật. Chúng ta ăn đủ chất bột đường, không ăn quá nhiều và cũng không được ăn quá ít chất bột đường, tuyệt đối không ăn kiêng, không sử dụng chất bột đường trong thời điểm này, bởi vì nếu ăn ít chất bột đường sẽ làm giảm sức đề kháng. Không nên ăn quá nhiều chất béo, phải lựa chọn các thực phẩm nào trong thành phần có vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kẽm, sắt, bởi vì những yếu tố vi chất dinh dưỡng này sẽ tăng cường sức đề kháng cho chúng ta. Vậy chúng ta sẽ thắc mắc là những vitamin này có ở đâu? Chúng tôi xin nói không có quá khó khăn. Nếu chúng ta ăn trứng, ăn thịt, ăn cá, ăn tôm, chúng ta sẽ có vitamin D, có vitamin A. Nếu chúng ta ăn các loại rau, không kể là rau có lá hay không có lá, chúng ta sẽ có tiền vitamin A, vitamin C. Và chúng ta sử dụng dầu ăn để chế biến món ăn, cũng như là các loại rau, củ, các loại hạt, ví dụ như đậu đỗ, chúng ta đều có vitamin E. Với các thực phẩm hiện được cung cấp, gần như chúng ta đã đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu các chất dinh dưỡng cũng như là năng lượng hàng ngày. Đấy là phần dinh dưỡng. Kim Thanh có hỏi tôi là cái việc mà uống nước chanh và gừng này có
tuy là không chữa được COVID nhưng mà chúng ta có thể sử dụng được không? Chúng tôi sẽ xin tư vấn như sau. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được, nhưng xin tư vấn cách thức sử dụng để chúng ta hiểu là uống nước giúp chúng ta giữ sức khỏe tốt, và chúng ta cũng có thể làm cho cơ thể chúng ta dễ chịu hơn bằng cách là chúng ta uống những loại thực phẩm, trong đó có các loại rau gia vị và có tính như là vị thuốc. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau ạ. Chúng ta sẽ sử dụng một cây phả. Cây phả này sau khi cắt lá đi thì có khoảng 25 cho đến 30 gram. Cây phả này sẽ được cắt thành khúc nhỏ. Sau đó chúng ta sử dụng 10 gram gừng. 10 gram gừng thì tương đương với một phần nhỏ của một củ gừng. Chúng ta rửa sạch, cắt nhỏ, cho vào một lít nước và chúng ta đun sôi lên. Bạn có thể uống vị chua thì bạn có thể vắt vào trong này một quả chanh. Sử dụng một quả chanh trung bình có cái kích thước vào khoảng 40 đến 50 gram. Sau đó chúng ta sẽ uống, và chúng ta uống ấm thì sẽ tốt hơn là chúng ta uống lạnh. Chúng ta không nên đun các loại nước này và chúng ta để lưu cữu ở trong tủ lạnh đông đá, bởi vì lý do là tinh dầu hoặc là lượng vitamin rất ít có ở trong này sẽ bị tiêu hủy theo thời gian. Vậy chúng ta sẽ không còn được một số các cái chất dinh dưỡng nho nhỏ trong nước này. Thật ra là một phần tinh dầu cũng làm cho chúng ta có cảm giác dễ chịu. Những người không nên sử dụng nước chanh phả hoặc là có gừng, đó là những người đang có các cái bệnh lý, điều trị bệnh lý ở đường tiêu hóa, ví dụ như là viêm loét dạ dày tá tràng, viêm đại tràng kích thích, chúng ta nên hạn chế sử dụng, tuyệt đối không sử dụng nước chanh phả gừng đậm này. Tuyệt đối không nên uống nhiều thay nước vì hiểu nhầm là có thể giúp cho cơ thể được khỏe mạnh, phòng chống bệnh tật. Thì chúng ta uống quá nhiều thì sẽ gây kích thích niêm mạc ở đường tiêu hóa, có thể làm cho chúng ta bị viêm loét và có thể khiến cho cơ thể chúng ta rất là khó chịu. Và cũng không nên cho thêm đường, bởi vì nếu chúng ta cho thêm đường, đôi khi chúng ta lại bị quá nhiều đường. Đấy là lời tư vấn mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý khán giả. Nhớ lưu ý là chúng ta uống nước đường đun sôi để nguội uống hàng ngày. Mỗi người chúng ta sẽ sử dụng từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày. Nếu mà cái nước đó mình uống thì mình sẽ uống chủ yếu là buổi sáng hay là mình uống cả ngày được à? Nếu mà chúng ta sử dụng một số các cái nước chanh và gừng, chúng ta có thể uống trong thời gian 5 ngày. Quý vị hoàn toàn có thể uống các loại nước trái cây khác, sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin, chất khoáng hơn. Điều này là còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Các bạn hoàn toàn có thể uống nước cam, có thể uống nước ép của các loại trái cây khác. Nhưng mà tuy nhiên, nếu mà chúng ta uống thật sự so với nước ép trái cây, so với ăn trái cây, thì ăn trái cây sẽ tốt hơn rất là nhiều, bởi vì cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng, chứ không phải chỉ có phần nước và một chút lượng vitamin khi chúng ta đã ép ra nước. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác Ngọc Diệp nhiều với những cái thông tin rất là hữu ích cho các thính giả, đặc biệt là trong những ngày ở nhà như thế này ạ.